Hello, chào các bạn nào. Hôm nay là chủ nhật, thế nên là sáng mình ngủ nướng một tí. Tối hôm qua cũng đi chơi với bọn bạn một chút, đâm ra sáng dậy muộn, lạnh. Ở miền Bắc bây giờ đang rất là lạnh. Lười dậy lắm. Cũng không phải là lười mà nếu có dậy được thì mình dậy được ngay, nhưng mà ngủ sâu quá. Mở mắt ra đã 8 giờ rồi, thế nên là cái game Crysis 2 sáng nay là mình không làm được. Thế nên bây giờ mình chơi luôn Overwatch. Ui xổi ui. Nhìn thấy cái điểm hạng phát chán lên được. Hôm nọ điểm dưới 2.000, hôm mà đánh xong 10 trận ấy, được có 1.948. Mình nhớ mãi con số này vì nó giống với cái số đây. Cái tên game tag của mình đây. Nếu nó giống cái đấy mình nhớ lắm, được có 1.948 đã buồn lắm rồi. Bây giờ nó còn xuống dưới còn 1.948. Ngày hôm qua thì thứ bảy là mình có một cái trận chơi khá là hay, thắng rất là sướng tay. Tiếc là lúc mà cuối video chuẩn bị nghỉ rồi thì cái trận cuối chơi không được hay cho lắm. Ôi giời ơi, hôm nay chơi mây đi. Hôm nọ mình có đọc cái bài báo là anh em đang chê cái bộ Giáng sinh của mây thậm tệ, bảo là cái bộ này không có gì đặc biệt cả. Mình thì mình thấy cũng được mà. Texture làm chi tiết đấy chứ, lúc nhất là cái lúc hóa băng là biến được thành người tuyết đấy, mình rất là thích cái đặc biệt như vậy. 225 mà cái bộ là 3.000, quá trận rồi nhá. Để xem nào, vào đây vào đây, cướp xe hả? Được lắm, mình rất thích. Trận này thì team mình không có ai điểm vượt trội rồi, cũng xem như mình thôi. Ít nhất là vậy. Đi frame trước à? Mây đi. Mình vừa hẹn là chơi mây rồi thì giờ phải chơi mây. Hồi cấp 3 mình thích một bạn tên là Mây. Hình như bạn ấy cũng thích mình nhưng mà chả đi đến đâu cả. À đúng rồi, hồi đó mình thích bạn đấy nhưng mà thực ra thì mình còn thích bạn khác nữa, đâm ra ôi trời ơi, hóa ra vẫn là tại mình mà thôi. Đừng có bắn nữa. Nid Lucio. Thôi, vừa có Kama là được rồi. Kama chắn tốt đấy. Tại sao cái đấy nó không giúp mình bay lên được nhỉ? Ui thằng này nó còn vứt lại cả cái bấm thuốc nổ của nó nữa. Game trông thấy mà thật nhỉ. Thay đạn kiểu thế chỉ là vặn một cái là mà được á. Thật là vô lý. Đi hảo. Hai một không, mình chặn luôn cả chiêu của bạn mình luôn. Cũng hơi cùi bắp. Ủa thêm ông trúng mới vậy. Bắn bừa mà ông trúng. Bắn trúng rồi nhá. Ua chết ngay. Răng grab nhảy ngu như chó vậy á. Ê, đừng có bỏ xe. Cứ chặn bừa thôi. Ui. Hết đường về nhá. Giết cho mẹ đi. Ui tìa. Ui thôi.
Mình ấn nhầm à? Biến đá là ấn ship mà. Ấn mẽ nó vào nút gì không biết đấy. Cắp lốc à? Bị chửi rồi. Buồn quá, buồn quá. Tránh ra nào. Đéo cho xe lên luôn. Câu giờ. Đóng băng nó đi. Hai object kill nó cũng hay đấy chứ đùa đâu. Ok, xong giết thằng đấy. Úi dồi, double kill nhá. Bắn chơi mây là phải bình tĩnh. Xử lý nó phải đúng. Ờ, cái lúc nó bật cái giáp đấy là nó không bị đóng băng thì phải. Thằng nào ulti đấy? Ủa? Trốn ngay. Ui. Đóng băng. Ui ôi, bị ngủ rồi. Úi dồi ôi, nè rồi. Không kịp, phản xạ vẫn còn chậm lắm. Ui, hóa ra thằng đã bắn chay nãy giờ. Đéo đấy. Không biết đấy. Quả nên là, có lẽ là phải nhìn qua một chút xem cái hướng gây sát thương nó ở đâu. Cái gì nhỉ? Có cái gì? Mày hết biến ma ở chỗ đấy, nó hóa thành bóng ma, nó chơi anh em mình. Ôi chết rồi, chạm đúng vào cái xe. Hết giờ rồi. Ôi chết, đẹp mày ạ. Lỗi của tôi, my bad. Trời ơi, không muốn nhìn màn hình nữa. Hèn cái này cái chứ lại. Không sao, thắng rồi. Hết overtime đi.
còn lâu nữa mới đến điểm tiếp theo. Ôi chết, mình đi nhầm đường à, mình cứ mãi nghĩ cái gì không biết. Đấy, đường này ra đi. Thằng kia đang ulti, không ra sớm làm gì. Bắn bừa đi. Tao bảo vệ tao là đủ rồi. Kệ bà chúng mày. Quấy rối chúng nó đi. Xịt. Nó thêm một điểm nữa rồi à? Thế mà cứ tưởng thắng. Ơ sao bộ này đẹp ấy? Bộ đẹp vồn. Mình thường không đi đường này mấy. Đoạn này có dài không nhỉ? Ừ, khá là dài đấy. Ui chết, tụt tun. Đáp ulti nào, đáp ulti nào. Không có thằng nào dính à? Vẫn có thằng chết đúng không? Vẫn có thằng bị tử nạn sau cái quả ulti của mình là được rồi. Đáp vào giữa cái xe cơ mà. Không bố nào dám đến gần cái xe luôn. Cái này là để làm gì? Bắn vào chân. Hết, không dọn over thang. Không cho over thang nữa, giờ cứ over thang là bọn nó đứng ở đấy lâu thế. Xong rồi, thắng rồi, 2-0 thôi. Rồi 2-0. Giờ hy vọng là mình lên được 3-0 là đẹp. Đi hết chặng này là ngon. Ít nhất là có cơ thắng, chứ còn nó mà đi 3, nó mà chiếm được 3-0 thì cùng lắm là hòa thôi. Kéo cho mày nữa. Lắm hồi máu thế. Đẹp rồi, có ông này tanh, à đúng, có ông này tấn công thì tốt đấy, tanh bên nó không phải sợ nữa. Cũng ổn đấy nhỉ. Nhìn qua thì khá là đẹp. Chính là Diva là tanh nhưng mà thiên về giết người hơn. Nếu mà không có ulti thì cũng gọi là tướng hỗ trợ. Nó nói cái gì vậy? Công lý. Cơn mưa công lý từ ua. Ui trời ơi, cái bọn kia ở ván trước nó phá tan cái chỗ này ra rồi. Thùng rác hiện đại nhỉ, cũng có cả đèn led nữa này. Phát sáng đấy chứ đùa đâu. Trông ảo rượu phết đấy, ảo rượu lòi. Phá tung cái phòng này lên nào. Súng của đi vã không phải là yếu, chỉ là nó bắn cũng bắn nhanh ấy chứ. Nếu mà tầm gần thì dính đạn của đi vã hơi bị nặng máu. Chẳng qua Diva lúc bắn thì không đuổi được nhau rồi. Bắn vỡ kia chắn của thằng Tinh Tinh ra đâu. Wow.
거점을 차지하고 있다. 거점을 차지하고 있다. cướp xe, cướp xe. Súng kìa, ụ súng kìa, ụ súng kìa. Húc ra ngoài. Chết thằng tinh tinh rồi. Xong rồi nhá. Bay lốt, bay lốt, bay lốt, bay lốt. Đam gây ra không cần nhiều, đủ dối địch là được rồi, quan trọng là tránh đạn thôi. Nói chung nếu mà mình có một thằng đồng đội mà nó chơi lên hết này này, nó cầm chắn này này, hai thằng thay nhau ấy, lúc thằng này nó bỏ chắn ra để nó e đúng không nhở, cái quả e đấy thì mình chắn hộ nó lúc đấy cho team tăng tăng mà tiến lên thôi. Đâu rồi, đâu rồi, đâu. Thằng ngồi thiền bay bay cái sắp toi rồi kìa. Cái gì đấy? Úi dồi, ulti của Lucio. Ở đâu, ở đâu, ở đâu, ở đâu. Bắn nó đi, bắn đi. Giết được mỗi thằng thì kia lo cái gì. Chạy. Ó, thằng chết. Nó nhìn cái ulti của mình nó cũng sợ một phần. Nhanh nhờ. Mẹ giờ còn 5 phút chẳng lẽ không lên được trên kia. Thằng to con này mày húc ai, mày húc ai, mày húc ai. Chết mày này. Bay thế thôi nhưng mình quay lại. Ulti kìa. Bật chắn, ai chắn chắn. Ai hưởng thì hưởng, không hưởng thôi. Bật lên. Phải tập nhìn quen xem cái lá chắn bao giờ nó hết. Để còn lùi là vừa. Hết rồi. Hết hết, ôi dồi, tránh ra tránh. Ui, ui dồi, đừng, 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 đừng. Bật chắn lên, bật chắn lên. Rồi, phi. Gần 100% rồi. Hay quá, có ulti rồi. Xong rồi nhá. Bọn nó phải chạy ra khỏi cái chỗ mình đứng ngay. Cứ bắn đi, cứ bắn đi, cứ bắn đi, cứ bắn đi. Ui tun bỏ mẹ rồi. Xong. Mặc dù không đi được hết 3 điểm nhưng mà thế này là được rồi. Mình chắc chắn hơn điểm của nó rồi. Còn nhiều thời gian mà, mình chắc chắn là hơn. Cuối cùng cũng thắng. Đó là kỳ. Đó hiểu sao chiếm xe lại nhanh thế. Có lẽ là do mình hợp với Diva hơn. Mình biết là nếu mà muốn thắng thì mình cứ chơi những vị tướng là mình giành thôi. Nhưng mà chơi thế nó không vui.
không vui tí nào. Với cả để khi nào mà thua ấy, còn có lý do là tướng đấy mình không rành, không quen. Răng grass chơi hay đấy. Bên mình thằng này nó hồi máu cho mình rất là nhiều, mình để ý rồi. Cứ quay lại là thấy nó hồi máu. Cái quả mình chơi mây ấy, với cả đi vai cả hai cái round đấy mình chơi mình đều thấy lúc nào máu mình cũng đầy. Rất là tiện lợi. Healing Dan là sao? Mây hồi máu được cho đồng đội à? Chắc là cái ulti đúng không? Mình không đọc kỹ cái ulti của nó. Bao giờ mới lên được 1900 đây. Mình không chơi cùng team này đâu, đổi đi. Bọn này nó không được đồng bộ cho lắm. Bao giờ mới lên cấp nhỉ? Mình vừa mình quên không để ý xem. Một tí nữa thôi, chắc xong trận tới này là lên cấp rồi. Hạng cao nhất là được điểm 2013. Cái win với cả giờ chơi này chắc là tổng rồi chứ không phải là mùa 3 đâu. Mùa 3 mình không chơi được nhiều như thế này, mình mới chơi được có hơn tuần nay mà, đúng không? Không thể là 29 giờ này được. Season 1 3 tiếng liền mình chơi Lucio. Căng đấy. Đây, xem cái season hiện tại. Season hiện tại thì mình chơi nhiều nhất là Lucio, Diva. Tiếp theo là Zangrass. Pharah nữa. Ồ, chứ chính là Mei, Mei, Mei là mình chơi nhiều lắm nhá. Crown vừa rồi là mình chơi cũng khá là nhiều ấy. Có những cái tướng là mình chơi như kiểu cho có, cho vui ấy. Thằng Top John. Nhớ tên nó mới được, xem Lolo phải nhớ tên. Con khỉ là Winston này, hôm nọ chơi một lần rồi mà lại quên. Roadhog. Với cả Reinhardt này đọc nó khá khá giống nhau. Ở cái tập trước có một lần bọn nó bảo mình chơi thằng béo này đây mà mình lại chọn nhầm cái thằng này. Thằng Reinhardt rồi. Đây, 7 phút. Widowmaker cái season 3 này nó không còn bá đạo nữa đúng không? Cơ bản là mỏng manh quá. Với cả bây giờ tự nhiên những cái tướng mới nó lại thiên về quấy rối. Widowmaker dứt điểm rất là khó. Nên là mình không chơi. Có một đợt mình cũng thích chơi Zarya. Nhưng mà nó xấu quá, trông mặt nó xấu quá. Mình chơi được có 2 trận thắng bằng Zarya thôi. Mình chưa chơi với AI trận nào à? Lâu thế nhỉ? À chết mẹ, mình đã tìm trận đéo đâu. Trời ơi, tự nhiên nãy giờ để mọi người phải chờ rồi. Xem phần thưởng nào. Có thể kiếm được phần thưởng khi kết thúc season. Có được điểm compete này. Hình logo in. Cái icon. Mấy cái này mình không quan trọng cho lắm. Có vẻ như là ở cái season 1 mình không biết season 2 thế nào. Có trận được kìa. Nhưng ở season 1 là cái icon nó còn động được cơ. Hay là cái spray ấy, hình in ấy, nó động được nếu mà bạn thứ hạng cao. Team mình khả quan đây này, có mấy thằng điểm danh nó khá là cao nó mới kéo mình lên như vậy. Mình quên không nhìn map rồi. À mình nhìn cái chỗ này mình biết là map gì rồi. Attack à? Mình đang định bảo chơi Pharah, thôi thì mình Lucio thôi. Đam nữa đi. Chết rồi, không sao. Không sao, không sao. Khi mình chặn với cả quấy rối địch cũng được. Cũng được. Bản thân có thằng hồi máu kinh khủng như thế này. Mạnh vào đam đi, cứ phải tanh cơ, lý thuyết quá. Trước mình hay có kiểu lợi dụng góc tường này để trèo lên cao hơn. Đấy, lên ở đây rồi. Ui. Mục đích của mình là lên trên này. Đúng
Rồi. Yeah. Hello. Mày bay được thì tao không bì với mày. Lên trên này nào. À, trên này cũng có đường lên mà đúng không? Tăng tốc độ chạy anh em ơi. Ui, chưa thì đã bắn rát thế này. Đã có đứa chết rồi. Ui rồi. Chúng cái thuốc mê của Anna. Bọn này phòng thủ mà nó bắn giáp nhờ. Ui. Răng rát. Chết thật. Nó bóp cái quả bom chuẩn thế, đúng ngay dưới chân luôn. Dính bẫy à, dính bẫy à. Không 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 không, không được, không được, không được, không được. Hồi máu nhiều vào. Ulti kìa, ulti kìa. Chạy đi anh em ơi. Nó hỗ trợ mà giết người gớm vậy. Hai người cũng bật, đằng nắng có ulti của con mây rồi. Đâu nhỉ? Ui giời, mình tham mạng cái con răng grass này quá, mình muốn trả thù nó. Lối chơi cá nhân đúng là luôn luôn không được đề cao ở trong cái game này. Từ từ. Tụ tập nào. Nó thủ xa thế, thế đẩy xe thôi. Bay lốt, bay lốt, bay lốt. Cứ đứng đi mãi làm gì. Không kịp ăn máu đâu. Diva ra đây. Diva đang ở dưới hầm à? Thế mà cũng chết được người. Nhanh nhỉ. Khéo trận này thắng rồi. Ui xa thế mẹ ơi. Mình hồi sinh sớm quá, đâm ra lại bị. Bị về tận đây thế này. Máu đây. Ulti mẹ ơi, chạy đi. May quá không chết. Hết, bỏ mẹ hết người rồi, không ulti được. Phải lùi lại, phải lùi lại. Move up, move up. Đã ulti được rồi.
Bắn rát phết đấy, địch bắn rát kinh lắm ấy. Cái gì đấy, cái gì đấy? Ulti mẹ ơi. Này thì béo này, rồi ôi. Sao cái mấy cái trận gần đây bọn này hay chuộng chơi mây thế nhỉ? Ulti kìa. Hồi sinh tốt lắm. Đúng chỗ quan trọng. Máu luôn luôn dồi dào. Ba người luôn đi. À, hai quá, bên mình quên mất không nhìn đường đạn. Rối ren chơi kìa. Máu này. Hay quá, có thời gian hồi máu rồi. Đóng băng rồi. Ây trời ơi, một tí nữa thôi, một mét nữa thôi, sao chẳng lẽ không được. Đừng để nó đẩy xe về. Come on guy. Come on cái mẹ. Thằng đó nó nhại mình, nó cũng cùng lúc nó nói giống mình thôi. Mình nói thế chưa chắc nó đã nhại kịp đâu. Ui đồng thế. Mày quá, nó kéo nó có trượt. Ulti kìa. Đéo vào nữa. Nó ra kìa. Không biết nó đi đường nào ra rồi. Bốn người rồi. Ulti đẹp nhất từ trước đến giờ luôn. Overtime deck bay load được rồi. Hay quá, bọn nó lùi rồi. Đừng hồi sinh tôi vào cái lúc quan trọng thế này chứ, hồi sinh thằng tanh ấy. Bê lốt. Lại ulti rồi. Overtime lâu thế. Hết rồi. Bây giờ phòng thủ mới là quan trọng rồi này. Đi được 67 mét. Mình vẫn chơi Lucio rồi. Bọn nó không. Nếu mà con kia nó chơi Mercy thì thôi. Được rồi. Một mây thôi, đừng để Symmetra nữa. Đam yếu quá cũng không được. Tao chơi Diva đây. Thế không có hồi máu à? Mất cái bọn này. Anh lại tưởng mày thích chơi hồi máu.
cứ đợi đợi đợi. Lúc mình chọn Diva nó lại chọn thằng Reinhardt. Game này trọng lực đúng là không có tác dụng. Nhảy cao như thế không mất máu. Úi, cứ tưởng mày định hút tao. In ở đâu cho đẹp bây giờ ta? Đây đi. Nó đang chào mình rồi. Rồi đi thôi. Đặt ở đấy nó mà phá thì buồn. 2 1. Úi giời. Đi này. Thằng cái dính bẫy à? Sao đứng yên phỗng. Không cho nó lên. Không phải à? Nhầm. Đang chạy bừa nên chả biết đang làm gì nữa. Hồi máu. Cố lên. Đồng 5 người rồi. Ulti đủ 5 người. Cố phòng thủ lâu vào cho nó hết thời gian đi. Nhưng kiểu mình vừa ném một viên đạn bay qua sượt qua tai. Kêu cái vù mà ngay như phim luôn. Ulti kìa. Fuck. Đang nhìn ulti của Genji. Ulti của con Chaser nó dính vào lưng thì phải, đúng rồi. À không phải, ở ngay đấy thôi. Chết nhiều thế. Hay quá. Pharah bên mình giết được hơi bị nhiều. Chạy nhanh lên thằng béo này. Thằng chú lùn này. Úi dồi, chết thảm thế mẹ ơi. Có nhất thiết phải kêu to như vậy không? Úi dồi ôi, húc cho chết tươi đành đạch. Phòng thủ cái nửa round đầu nó luôn luôn là rất là mệt mỏi. Đường xa quá. Ê ta đi với. Kháo bút tốc độ chạy cho mày bây giờ chứ lại. Gì yeah, bay trượt à? Bay lệch hướng ấy. Bị cái đồ bắn. Có khi còn đéo chiếm được xe chứ lại. Ui ôi. Trời ơi, nó cho ngủ rồi. Hồi máu tiếp này.
Hay lắm, răng Grab. Yeah, kẻ này thắng nhanh thật. Không chiếm được xe luôn. Ăn ý đoạn phòng thủ đấy. Mình mà không chơi Lucio thì éo có máu mà sống nữa. Đẹp rồi. Đã 2 trận thắng rồi. Xui. Mây nào cũng được vinh danh, mây mình éo được. Fuck. Úi dồi, nó còn ngắm vào đầu nữa, bình tĩnh thế. Không may vinh danh tôi à? Đồng đội nhất cức à? Đã thấy mình vinh danh, mình quả men cho đứa đối phương. Có loot box rồi nhá. Hy vọng được bộ skin nào đó huyền thoại. Chu. Hự. Tư thế bầu hình à? Dùng thôi, mình có chơi thằng này đâu. Ý. Hình của mây à? Xuôi, hình này đẹp đấy. Kệ, cứ dùng đi. Làm trận nữa nào. Hôm nay mình có highlight cơ à? Mình highlight phát nào vậy? À, Lucio. Trong lúc chờ đợi xem thử tí nhỉ. Không biết Lucio thì mình highlight mà trong cái tình huống nào nhỉ? Ừ, cái đoạn đang bay lốt. Cái đoạn còn 1-2 mét nữa này. Có cái gì đâu mà ông được đánh giá cao cái pha đấy nhỉ? Vẫn chưa có trận. Tìm khá là lâu đấy. Xem lại mây cái ulti của nó có hồi máu không ta. Làm gì có hồi máu. À có. Cái ship để tự hồi máu cho bản thân. Xem nào. Map này mình chơi tấn công phòng thủ đây. Tấn công à. Tấn công à. Tấn công thì cứ diva thôi. Kệ bọn nó. Nó mà không chơi Lucio thì mình chơi. Còn không thì cứ nhường bọn nó thôi. Mình toàn phải chơi những cái tướng mà mình không gọi là không quen. Giả sử bọn nó lấy luôn cả Diva, lấy luôn cả Lucio, Pharah bọn nó cũng lấy thì mình chịu ấy. Không biết chơi con gì nữa. Đâu có Ana rồi, máu thế là được rồi. Hồi hay không là việc của chúng mày. Ui, con thỏ mặt nám à. Làm nào hết bây giờ. Mình đấm ra chỗ khác thì cho cái chỗ đấy nó hồi lại đi. À không, thoải mái. In đèn ấy, đấy in đèn được. Fuck. Đi chỗ khác. Ơ, hình như là cái con người máy của mình mặt trước của nó phát sáng đúng không? Đúng rồi, có ánh sáng ở trước mặt. Nó chiếu vào cái tường này, đứng ở gần đâu là chỗ đấy, tường nó phát sáng. Hẳn cơ. Hay không? Rất đông và nguy hiểm anh kìa. Cái gì ấy? Fuck. Được chặn được khá khá chứ đùa đâu. Càng đây bọn này có vẻ khá là rát. Hy vọng tìm được kẽ hở. Tinh mắt một tí vì bên địch nó có Symmetra. Cần phải căng mắt ra một chút. Có đường đạn bay đến là phải bật ngay.
cái lá chắn của mình chính nó tốt hơn lá chắn của thằng thằng gì nhỉ, thằng Reinhardt này đấy. Nghĩa là đạn đến là nó vô hiệu hóa luôn, biến mất luôn đạn, còn thằng kia đạn đến nó vẫn nổ như bình thường. Úi dồi, ông Reinhardt xúc. Xúc nó mà để mình tự chết thế kia, khác nào tự tử, đâm đầu vào đống cước à. Trượt nha. Úi, chết rồi, không đi rõ khác được. Ôi, tự nhiên sao mình lại làm cái tình huống rồi mình lại làm cái hành động như vậy nhỉ? Nó ngu như vậy nhỉ? Chết rồi. Khả năng là cái định mệnh của mình nó chỉ cho mình thắng được 2 trận thôi. Trận này tự động ngu đi. Vừa rồi đầu tiên thì mình cứ đứng yên rồi đấy, không nghĩ ra được phải giải quyết làm cái gì. Sau đó là nghĩ ra bay thì bay thẳng về cái ulti của thằng Zangrat. Không vào được cái xe này. Rồi ạ. Đợi một tí nữa đó, có thằng điện máy rồi lại cứ lao lên. Đi vào bên địch có ulti rồi nhá. Báo cho đồng đội kiểu gì nhỉ? Mình muốn báo cho đồng đội biết là đi vào địch nó có ulti rồi. Cẩn thận. Cẩn thận đề phòng đấy. Người đâu lại vô lý vậy? Hay quá nhỉ. Bắn nhau thôi. Đồng đội nó đổi Lucio mà đếch biết. Thế mà giết được người kìa. Ulti rồi nhá, ulti rồi nhá. Chết luôn mới buồn chứ. Giết được 2 thằng. Chạm vào đúng cái quả cầu của con Symmetra nó bắn rồi. Hy vọng chiếm được xe. QA một thằng, 2 thằng rồi. Mình cũng phải ra nhanh thôi. Chết đi. Chặn hết lại. Ulti kìa, ulti kìa. Cướp được xe rồi. Ui đông thế mẹ ơi. Hết máu, hết máu. Cái gì đấy? Ui dính bẫy, dính bẫy. Ulti à? Haha. Bắn chết cái thằng trên kia đi. Đừng. Ui rồi ôi. Mình ấn quy trước. Mình trước khi mình nhìn thấy mình ấn quy rồi. Thế coi như mất bộ giáp. Phí. Ulti kìa. Hay quá nhỉ. Gan gì không làm ăn gì được. Kiếm điểm bay lốt đi.
Tôi sắp công ty rồi, 15% nữa thôi. Cái gì ấy, vướng cái gì ấy. Ui, mình cứ tưởng là cái turret của Symmetra. Bây giờ có tin nhắn gì thế này. Chỉ 9% rồi, chỉ 9% rồi. Úi dồi ôi, quá đẹp. Khúc chết mẹ đi. Tưởng mày mỗi mày biết hút á hả? Ôi thắng rồi. Thắng rồi, thắng rồi. Chạy cái đã. Ui dính bẫy, dính bẫy. Ok. Ngon rồi. Round 1 complete. Mình cứ tưởng là thua cơ vì đoạn đầu mình xử lý tệ quá. Chắc là do cũng hơi mệt một chút. Tương ra là đầu óc nó hơi bị củ chuầy. Mình nhắn cho thằng bạn câu này đã. Ok xong rồi. Defend thì mình cũng lại đi va thôi. Nếu cứ quen, cứ quen chơi đi, ví dụ có thằng Lucio ở round trước thằng đó chơi Lucio ấy nhỉ. Lại éo chơi Lucio. Tôi có Ana cũng được. Trận trước nếu không có Lucio thì thua chắc rồi. Ơ không. Sao trận trước mình nghĩ có Lucio nhỉ? Chết rồi, đầu óc tự nhiên bị hoang mang quá nhỉ. Thôi kệ đi. Thắng rồi. Không cần nghĩ nhiều và vẫn những con người này. Hy vọng phòng thủ tốt. Ui, tụm lên trên kia cơ. Tụm lên đó cơ. Lại tin nhắn thế này. Ok, xong rồi. Ui, ui, ui. Bà nó. Chết rồi. Mình thủ, mình cảm thấy còn thủ kém hơn bọn đó nữa kìa. Ai cho chúng mày vào đây? Chỗ này là chỗ không người đây à? Ui chết tôi rồi, bỏ mẹ rồi. Đừng đập em, đừng đập em. Ui đừng có đánh em, đừng đánh em. Ui cái gì đấy, gan dịu vãi, giật cả mình. Mất xe rồi nhá. Bên mình có răng rát rồi đúng không? Đẹp.
Understood. Ấn gì để nói là mình hiểu nhỉ? C à? X nhỉ? Tôi đi nhanh nào. Ê, cái gì là xe của Zarya là nó xuyên qua được mấy cái lớp khuyên này. À, cái thằng Genji khó chịu thật. Bọn trên mạng chơi Genji rất là giỏi nhá. Chẳng qua là mình xử lý kém thì không chơi được thôi chứ. Genji khá là tiềm năng. Một biến tướng cực kỳ nguy hiểm. Vì bản thân mình có những pha mà mình đánh kém lắm mà xử lý bừa vẫn giết được người. Nó kìa, nó kìa. Mày lộng hành mãi được à? Ui ui, tôi chết rồi, tôi bé con thế này, tôi nằm ở đây thì... Rồi rồi, nó giết rồi rồi. Cái mẹ, cái thể loại vô lý luôn như vậy. Ui rồi, vãi. Ui rồi. Play the game là đây chứ đâu. Bao giờ bọn nó phải đi qua cái mốc kia cơ thì nhạc nó mới hào hùng. Bắn tí kiếm ulti nào. Đây là đây, đây là đây, là đây chứ đâu. Cháu giết được ai vậy? Ulti rồi, ulti rồi, ulti của mây rồi. Đóng băng chúng nó rồi. Mình cũng bị. Đền nào cũng có ulti cả. Fuck. Fuck lại để cho tao ngủ nữa. Chạy. Giờ thì mày nằm nhá, tao bắn bù. Bù vừa nãy mày bắn tao. Sao máu nó hồi kinh ấy. Đừng để lên hấp một mình trên đấy, giúp nó đi. Chuẩn. Để xe đấy. Để xe đấy. Tìm góc chết mà đừng bắn thôi. Úi xuân mẹ. Cục băng to đùng. Nằm rồi kìa. Ghen gì này. Chạy. Húc chết mẹ mày đi. Đừng có hòa, đừng có hòa, mệt lắm. Ui sớm bọn gì cũng chết thôi, nó đập như thế thì thoát nó sao được. Đừng bảo nó lo ăn nhá. Một tí nữa thôi xong nó sắp đến rồi kìa. Chưa có ulti à? Thôi ra quấy rối bọn nó một tí vậy. 100% mình sẽ bật ulti. Không cho nó đẩy xe. Ulti kìa. Cũng có tác dụng tí nhỉ. Ui. Ship của mình không thoát được khỏi cái ulti của anh Zarya. Trời ơi, cái hố đèn vũ trụ kinh quá. Hòa rồi. Chán thật.
Attack. Bây giờ cứ chiếm được xe là thắng thôi đúng không? Chứ con nào chưa tấn công bây giờ? Xuôi, tung hết cả đồ đạc lên. Bàn bia cũng đập hết cứ cái thùng rồi, có cái thùng xô gì đấy phá hết ra cho tao. Sụt sách vở bay tứ tung. Ui nó bắn rát chưa kìa. Tiếp nhá. Fuck. Từng đến máu thì làm ăn gì. Úi giời. Cút hết đi. Nó bật cái mẹ thiên nhãn của nó lên rồi. Nào, đẩy xe. Ô, trời. Compete mệt thật đấy. Shit. Giờ mình cứ rời ra khỏi xe là sẽ ngừng. Cứ hết overtime là dừng trận. Sau đó là chơi chắc là round phụ nữa. Nó mà đẩy xa hơn mình thì nó thắng. Nó đẩy thấp ít hơn mình thì nó thua. Đơn giản vậy thôi. Cố gắng không được rời xe nhá. Thua rồi. Nào, đến round 4 sẽ biết mùi nhau. Mấy cái hiệp phụ này nó không mang tính ganh đua cho lắm, cứ càng cục xúc càng tốt. Đã đến lúc mình chơi danh grab rồi. Đây, cái xe vừa lấy mình đến đây đúng không? Chốc nó mà để đến đấy là... Nghĩa là quá thời gian thì nó thua. Không biết nếu mà nó cũng overtime đến đấy thì thắng hay là thua. Không biết nữa. Đầu tiên để cái bay đây. Đặt bom đây. Nó mà dính bẫy thì mình cho nổ bom. Ok. Lên trên này có gì nhỉ? Chắc có đường lên đấy. Thôi. Không nên liều lĩnh. Trúng rồi nha.
Ui, trượt 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 trượt. Mất bom rồi. Chết bỏ mẹ, nó chiếm xe nhanh quá. Dư thời gian cho chúng nó rồi. Giờ chạy lên mới mất công rồi này. Hay quá, nó không lấy được xe. Mình sẽ lên cái chỗ ưa thích của mình. Hy vọng thằng Genji nó không phát hiện ra. Hy vọng thôi. Đứa trời, ấn nhầm trục trái rồi, à trục phải rồi. Giết được hai thằng nhá. Bày ngay cái thằng kéo này. Oh, mày không chết nè. Phải dương đất rồi. Lúc mình để lại mấy quả bom nó cũng mất nhiều máu phết đấy chứ đùa đâu. Đừng chiếm xe nhá. Bọn mày có 10 giây thôi. Đừng có vào chiếm xe của tao. Chúng tao sẽ thắng trận này. Dính bẫy của nó đang ở đấy. Có thắng được không đây? 3 2 1 Chiu. Ui fuck, nặng máu thế. Ui dồi ôi, đẹp trai tuyệt vời. Mình chơi trận này quá hay luôn. Yeah, thắng rồi. Thắng rồi. Có được play of the game không? Quả cuối tuyệt vời thế còn gì nữa. Cứu cả team rồi. Công lao lớn thuộc về anh. Công lao thuộc về anh. Úi giời, không được. Trời ơi, tại sao lại vẫn không được? Rồi ơi, mãi chả được cái play of the game nào. Ủa, nhìn lại thì cái thằng này quả là xứng đáng của nó chứ. Ủa, thôi thôi, nó xứng đáng hơn thật. Thằng này nó xứng đáng. Anh comment mày, mày chơi rất là tốt. Ui, vẫn còn mệt quá. Có lẽ là mình sẽ dừng ghi hình ở đây. Rồi, mình dừng video ở đây nhá. Mình không biết là hồi trưa nên mình đã chơi đủ chưa. Không biết là trời đã cho mọi người xem được đã chưa, nhưng mà thôi mình cứ dừng lại đây đã. Chuẩn bị tí nữa mình chơi Dragon Ball. Đang đoạn hay rồi. Biến được siêu xe ra rồi này, biết cách triệu hồi dòng thần rồi, bây giờ mạnh lắm rồi. Cố gắng qua cái season đánh thằng Sen Bộ Hung thôi. Để gặp Mabu là cái thằng phản diện mình thích nhất. Ok, mình sẽ dừng video ở đây. Hẹn gặp lại mọi người. Cái câu này nói nhiều nghe hơi chán nhưng mà cứ phải nói thôi, đó là hãy like, subscribe channel của mình nha. Cảm ơn mọi người rất là nhiều. Câu đấy thì thật lòng luôn.